Xin chào các bạn, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một video so sánh hai cái dòng vẹt tầm trung là dòng vẹt Electus đang trên tay mình và một dòng vẹt nữa thì nó cũng tương đồng, tức là về size và về cái một số những cái ngoại hình bên ngoài nó cũng tương đồng với chú vẹt Electus này, đó là dòng vẹt xám châu Phi, chứ không phải là so sánh với một chú vẹt cực hồng đang đứng ở trên cái cầu này. Thì như các bạn biết là đối với một cái sự lựa chọn khi mà các bạn mua một chú vẹt tầm trung thì các bạn có thể là các bạn đang băn khoăn giữa một chú vẹt Electus đây và một chú vẹt xám châu Phi, thì các bạn chưa biết là nên lựa chọn cái dòng vẹt nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một video này để các bạn có cái sự lựa chọn. Khi mà mình nhắc đến những chú vẹt châu Phi thì có thể là mình không có chú vẹt châu Phi ở đây, thì mình sẽ lấy hình ảnh để làm tượng trưng. Còn khi mà đến chú vẹt Electus này thì mình đã có đây rồi. Thì như các bạn biết là để so sánh chú vẹt Electus và một chú vẹt xám châu Phi thì đầu tiên mình sẽ so sánh ở cái vấn đề là ngoại hình của hai cái dòng vẹt này. Cái điểm thứ hai thì mình sẽ so sánh về cái màu sắc của những chú vẹt này. Cái sau đó đến cái tuổi thọ của những chú vẹt này. Và tiếp theo đó là cái khả năng nói của những chú vẹt của dòng vẹt giữa dòng vẹt xám châu Phi và chú vẹt Electus này. Thì hy vọng là khi mà các bạn có những thông tin thì các bạn cũng sẽ dễ để lựa chọn cho mình một chú vẹt Electus hay là một chú vẹt xám châu Phi nhá. Thì đầu tiên mình muốn nói với các bạn một chú vẹt Electus. Như các bạn biết, một chú vẹt Electus thì nó có một cái ở cái cơ thể con trống thì nó có màu xanh, và ở khe đây như các bạn thấy đây nó sẽ có màu đỏ, thì chủ đạo của nó là màu xanh. Còn với cái loài vẹt mái thì nó có một cái mỏ đen và cái cơ thể của nó có màu đỏ, và cái đuôi cũng có màu đen. Thì như các bạn biết là với cái màu sắc thì giữa vẹt Electus và những chú vẹt xám thì nó có sự khác biệt, đó là vẹt xám thì nó chỉ có cái toàn thân nó bao phủ màu xám và một chút đuôi màu đỏ, còn cái mỏ cũng đen. Thì nếu đối với cái màu sắc thì là những chú vẹt Electus này không chỉ so sánh cái màu chủ đạo và nó còn có một số cái màu nữa thì nó nổi trội, một số biến thể nữa nó còn nổi trội hơn so với những chú vẹt xám châu Phi đó. Thì về cái màu sắc thì nói chung là dòng Electus này nó sẽ ăn đứt cái chú vẹt xám, đặc biệt khi mà cái mỏ của những chú vẹt Electus này trống. Khi trưởng thành, các bé Electus trống nó có cái mỏ màu rất nổi trội. Và cái tiếp theo về cái cơ thể của những chú vẹt Electus này thì nó sẽ nặng khoảng từ 450 đến 500 gram, tức là khoảng độ nửa cân. Với cái còn lại thì với cái bé vẹt xám, dòng vẹt xám châu Phi thì cân nặng của nó từ khoảng 450 đến 600 gram. Thì có thể là vẹt xám châu Phi sẽ nhỉnh hơn một chút so với những chú vẹt Electus này. Đó là khi mà nó trưởng thành nhé các bạn nhé. Về chiều dài của những chú vẹt Electus này thì nó cũng xem như cái dòng vẹt xám, vẹt Electus này nó sẽ có chiều dài từ khoảng 35 cm đến 42 cm. Còn ở cái dòng vẹt xám thì nó sẽ có chiều dài từ khoảng 32 cm đến 40 cm. Thì nói chung là nó cũng xem tương đồng nhau đó. Về cái tuổi thọ của hai cái loài này như sau. Thì cái loài vẹt Electus này tuổi thọ của nó giảm hơn khá nhiều so với dòng vẹt xám châu Phi. Thì ở dòng vẹt Electus này thì nó có tuổi thọ từ khoảng 21 đến 40 năm. Đó, thì cũng nói chung là cũng khá dài. Nhưng so với dòng vẹt xám châu Phi thì dòng vẹt xám châu Phi nó sẽ có tuổi thọ là từ 50 năm cho đến 80 năm.
Nói chung là vẹt xám châu Phi thì cái tuổi thọ của nó khá khá là dài. Đó. Và ở đây mình đưa ra thêm một cái, đó là cái giá của những chú vẹt xám châu Phi thì nó sẽ hơn khoảng độ đắt hơn khoảng vài triệu so với chú vẹt Electus này. Và còn một cái rất là quan trọng đối với cái dòng Electus này và dòng vẹt xám châu Phi, đó là cái khả năng nói của nó. Khả năng nói của vẹt xám châu Phi thì như các bạn biết là nó là một cái dòng vẹt nếu về cái khả năng nói của nó thì là đỉnh rồi. So hầu như là so với tất cả các loài vẹt thì dòng vẹt xám châu Phi nó sẽ nổi trội ở cái khả năng nói rất là tốt và cái khả năng nhại tiếng của nó rất là tốt. Còn dòng vẹt Electus này thì nếu như dòng vẹt xám thì khả năng nói của nó xuất sắc thì dòng vẹt xám vẹt Electus này thì khả năng nói của nó sẽ ở cái mức độ tốt. Khi mà các bạn nuôi những chú vẹt Electus này, các bạn quan tâm và các bạn dạy nói từ khi còn nhỏ thì nó cũng nói rất là tốt. Thì cái khả năng nói của hai dòng vẹt Electus và dòng vẹt xám thì cũng các bạn cũng biết rồi. Và qua những cái sự so sánh thì ở đây có một số những cái có thể là về cái những chú vẹt xám thì có thể nổi trội hơn một chút, như là cái cơ thể của chúng, còn cái khả năng nói cũng hơn, xuất sắc hơn so với những chú vẹt Electus này. Thì như các bạn biết là đây là một cái video mà rất nhiều người quan tâm, bởi khi mà các bạn muốn sắm cho mình một chú vẹt dòng chung thì các bạn cũng sẽ chú ý đến hai cái dòng vẹt Electus và dòng vẹt xám châu Phi này. Thì ở hai cái dòng vẹt này thì khi mà các bạn chưa tìm hiểu nhiều về hai cái dòng vẹt này thì có thể là các bạn cũng sẽ có sự do dự là nên nuôi dòng vẹt xám châu Phi hay là dòng vẹt Electus này. Thì qua cái video này thì có thể là các bạn sẽ biết được là điểm mạnh của từng loại. Ví dụ như là loại vẹt Electus thì nó có cái màu sắc khá là đẹp, khá là bắt mắt. Còn cái dòng vẹt xám châu Phi thì nó có khả năng nói rất là hoàn hảo. Chính vì vậy thì qua video này có thể là các bạn cũng sẽ có cái sự lựa chọn của các bạn sau khi các bạn tìm hiểu được những cái thông tin qua video này. Và ở video này mình đã chia sẻ với các bạn một sự khác nhau, khác biệt giữa vẹt đầu vẹt xám châu Phi và một chú vẹt Electus. Hai chú vẹt này thuộc dòng vẹt chung và cũng có rất là nhiều những cái ưu điểm. Chính vì vậy qua video này các bạn đã có cái lựa chọn cho riêng mình và hy vọng các bạn sẽ có cái lựa chọn phù hợp đối với từng đặc điểm của những chú vẹt của dòng vẹt chung Electus và dòng vẹt xám châu Phi này. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành và luôn ủng hộ kênh Yêu Vẹt & Pets. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy nhấn like và đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Thanks for watching and goodbye.